sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 41. Hay là âm mưu đáng sợ của Loren tại vũ trụ Thứ Nguyên, được xem là một trong những vị tướng thánh thể nhất của Tháp Quang Minh. Loren là hậu thần và cũng là lãnh tụ tinh thần của các tín đồ nơi đây. Thế nhưng không thể ngờ rằng vị tướng thanh liêm bậc nhất Liên Quân cũng có ngày trở nên xấu xa và hắc ám. Loren Thứ Nguyên vệ thần vốn là một y tá của trường mà theo Anas, Violet và Nakroth đang theo học. Bề ngoài cô nàng sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ, luôn hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người. Không ai biết đây chỉ là vở kịch che mắt cho vô số những âm mưu đáng sợ mà ả ta đang ngấm ngầm thực hiện. Kể từ khi Loren xuất hiện trong thành phố, luôn xảy ra những vụ án mạng bí ẩn với thủ đoạn phanh thây thi thể vô cùng tàn độc. Những điều này đều do một loài quỷ dữ bóng tối gây ra. Bằng cách nào đó chúng được đánh thức, vượt chiều không gian và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Thủ phạm không ai khác chính là Loren, người nắm quyền cai trị cánh cổng thời không và sở hữu nguồn sức mạnh cổ xưa đen tối nhất. Rùng rợn hơn, đây thực chất chỉ mới là màn khai mạc cho kế hoạch trả thù mà ả ta đang nung nấu trong hàng triệu năm qua. Vẫn chưa thể lý giải điều gì đã khiến Loren trở nên tàn độc như vậy và liệu âm mưu này có nhắm đến ai không. Chỉ biết rằng theo Anas, Violet và Nakroth chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm trước mắt. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 42. Japheth từng suýt bị Malok giết chết trong một cuộc họp bí ẩn. Hầu hết chúng ta đều biết đến vị tướng Lavi của bị trời ánh sáng, có một tật nói nhiều hay đi tám chuyện đồng đội của mình cho người khác nghe. Và cũng chính vì cái tật này mà Lavi đã từng bị vị tướng Yata tán cho không trừ phát nào. Thế nhưng ít ai biết rằng tại vực Hỗn Mang có một vị tướng được mệnh danh là vị tử thần kiệm lời, nhưng thực tế thì hắn ta lại trái ngược hoàn toàn với biệt danh của mình, chính là Japheth. Trong cuộc chiến xâm lược lần thứ hai của binh đoàn quỷ dữ vực Hỗn Mang tấn công vào cung điện ánh sáng, vì để cuộc chiến không bị thất bại như lần trước, thủ lĩnh Malok đã triển khai một cuộc họp bí ẩn với các chỉ huy tối cao trong vực Hỗn Mang bàn chiến lược, và Japheth cũng nằm trong số đó. Cuộc chiến đang cận kề, nhưng trong cuộc họp lúc đó lại không có mặt của Japheth vì hắn đang bận đi tám chuyện với lũ quỷ nhỏ về chiến công của mình. Cơn thịnh nộ của Malok dần mất kiểm soát, hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt Japheth về chịu tội. Tuy vậy, trong lúc áp giải, hắn ta vẫn luôn mồm giải thích, khiến cho gã quỷ vương này muốn mang hắn đi xử tử ngay, nhưng may mắn thay các chỉ huy khác đã xin tha cho Japheth. Và cũng chính vì sự kiện này mà Japheth được xem là vị tướng lắm mồm nhất của lực lượng Sa Đỏ. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 43. Tulen, vị tướng ngạo mạn nhất của Tháp Quang Minh. Hầu hết mọi người đều biết đến cung điện ánh sáng là nơi cư ngụ của các vị thần tối cao với quyền năng vô hạn, được mọi người tôn thờ và ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai biết rằng phần lớn các vị thần nơi đây luôn xem mình là cao thượng và khinh thường những người đã tôn thờ họ, và vị tướng Tulen chính là một trong số đó. Từ khi sinh ra, hắn đã có năng lực trưởng khống sấm sét, một loại năng lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn hẳn người thầy đã từng dạy cách điều khiển sấm sét cho hắn, chính là Alistair. Dù là sư phụ của mình, nhưng Tulen luôn ỷ vào năng lực thiên phú của bản thân mà khinh thường Alistair. Thậm chí hắn còn cướp đi ngôi vị vua sấm sét của người thầy mình. Bên cạnh đó, có nhiều thông tin cho rằng việc làng ninja của Hayate bị mang ra làm những con tốt thí trên chiến trường chính là chủ ý của Tulen. Vì sự bất mãn này đã khiến Hayate bị đẩy vào con đường hắc ám và trở thành một kẻ phản bội bị truy sát bởi Tháp Quang Minh. Hơn thế nữa, còn có lời đồn về Tulen luôn cho mình là độc tôn, bắt những tín đồ cung phụng trước quyền năng của hắn. Nếu trái lệnh sẽ bị trừng phạt còn đau đớn hơn cả chết. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 44. Vega, vị tướng đáng thương hơn đáng trách, được biết đến là nữ hoàng bóng đêm đầy mưu mô và tàn độc nhất của lực lượng Sa Đỏ. Thế nhưng ít ai biết rằng nỗi đau trong quá khứ mà cô nàng phải gánh chịu hơn bất kỳ vị tướng nào mà ta từng biết. Vốn là tín đồ trung thành của Tháp Quang Minh, một lòng mộ đạo và tâm hướng đến những điều tốt đẹp, có thể nói Vera từng là người đáng kính nhất tại cung điện ánh sáng. Thậm chí Vera rất được thầy Eras yêu quý, bởi vì cô nàng rất có năng khiếu trong lĩnh vực ma thuật ánh sáng. Chớ chưa thay, cuộc chiến xâm lược lên cung điện ánh sáng của bọn quỷ địa ngục lực lượng Hỗn Mang đã tấn công thẳng vào chánh điện nơi các vị thần đang ở, vì không muốn nhìn thấy máu tươi làm bẩn nơi thánh điện. Vera ra sức bảo vệ chiến đấu, nhưng cũng vì thế mà cô nàng đã bị bọn chúng bắt đi. Mặc dù đã hy sinh lớn như vậy, nhưng phía cung điện ánh sáng chẳng hề quan tâm đến việc giải cứu Vera. Quá thất vọng với những gì đã xảy ra trước mắt, tinh thần một lòng hướng thiện của mình đã bị chà đạp. Vega đánh mất niềm tin và gia nhập vào lực lượng Sao Đỏ với mong muốn trả thù sự khinh thường này của bọn người Tháp Quang Minh. Vì thế những việc xấu mà cô từng làm đều bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ. Muốn làm người lương thiện, nhưng không ai cho cô sự lương thiện. Sự độc bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 45. Arduin từng chiến thắng Then trong một cuộc chiến sống còn, trước khi trở thành một cỗ máy giết chóc vô tri của lực lượng Sao Đỏ. Thì Arduin từng là hình mẫu của một nhà lãnh đạo vĩ đại trong mắt công chúng tại lâu đài Khởi Nguyên, với tài năng xuất chúng cùng tinh thần mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống lại bọn quỷ vực Hỗn Mang của anh, đã thu hút vô vàn chiến binh trẻ tuổi tham gia vào quân đoàn của mình để đấu tranh cho những mục tiêu cao cả. Dù là người đáng được kính trọng, nhưng ẩn sâu bên trong Arduin luôn cảm thấy ganh tị trước người anh hùng vị tướng Then. Arduin luôn xem Then là đối thủ lớn nhất của mình và luôn mong muốn giết Then để trở thành người vĩ đại nhất tại đây. Vì để khẳng định bản thân mà cả hai đã có một cuộc thách đấu lớn. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, thậm chí tác động từ đây còn làm rung chuyển cả lâu đài Khởi Nguyên. Sau cuộc chiến trên, Arduin mặc dù đã chiến thắng, nhưng phong cách chiến đấu không sợ hãi và tư duy chiến thuật của Then đã làm khuất phục Arduin. Và từ đó cả hai đã bỏ qua hiềm khích trước kia và trở thành bạn tốt của nhau, cho đến khi Arduin bị Vera giết chết và trở thành một cỗ máy giết chóc của lực lượng Sao Đỏ.
Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 46. Hay là bí ẩn về cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong Liên Quân. Hầu hết mọi người đều biết đến lực lượng Xe Đỏ là nơi hội tụ của nhiều loài quỷ dữ khát máu, chuyên thực hiện các cuộc xâm lăng nhằm giết chóc, cướp bóc và quấy nhiễu sự bình yên của nhân loại. Thế nhưng sự mang gọi của lũ quỷ nơi đây không hề đáng sợ và thảm khốc bằng sự báo thù của vị tướng Maganga. Vì để trở thành một kẻ sử dụng ma thuật hắc ám giỏi nhất mà hắn đã lên kế hoạch thu thập những loài thú quý hiếm để đổi lấy nguồn ma thuật hắc ám từ lũ quỷ. Kế hoạch này của hắn nhanh chóng bị các nhà tu phát hiện và ngăn chặn. Quá bất mãn vì sự việc này đã bị phát hiện, Maganga đã nung nấu một âm mưu vô cùng đáng sợ. Lợi dụng đêm tối, hắn đã lẻn vào ngôi làng giết chết từng người một tại đây. Tiếng la hét kêu cứu của người dân vang vọng khắp nơi. Đối với những nhà tu, nỗi hận thù của Maganga đã đạt đến đỉnh điểm. Từng người một trong hội đồng các thầy tu bị sát hại một cách dã man, xác của họ bị phanh ra thành nhiều mảnh. Khung cảnh vô cùng rùng rợn. Có thể nói đây là một vụ thảm sát kinh hoàng nhất và kinh dị nhất trong Liên Quân từ trước đến nay. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 47. Hay là bí ẩn siêu to khổng lồ trong khu rừng Nguyên Sinh, là nơi sinh sống của hầu hết những sinh vật đáng yêu và thân thiện nhất trong Liên Quân. Vì thế tại đây luôn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị mà có thể ta chưa biết đến. Sau khi được sinh ra từ biển linh hồn thuộc tổ thụ Bình Minh và hóa thành hình người của một cô bé sắp sinh sắn, vị tướng Aya đã khiến khu rừng trở nên nhộn nhịp và tươi vui hơn bao giờ hết. Cô bé đã kết bạn với hai vị tướng là Elendor và Rishi để tạo nên một bộ ba nhiều scandal nhất tại nơi đây. Với niềm đam mê âm nhạc, Aya suốt ngày bám theo cả hai vị tướng này để nhờ họ truyền dạy lại cho mình. Dưới sự giúp đỡ của hai tinh linh, Aya nhanh chóng nắm được năng lực dùng âm nhạc để biểu diễn sự tự ngã của bản thân. Tự tin trước tài năng của mình, Aya đã tổ chức một buổi biểu diễn với quy mô lớn nhất trong khu rừng Nguyên Sinh. Cô bé ca hát và nhảy múa vô cùng sôi động. Buổi biểu diễn thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng ít ai biết rằng hầu hết những sinh linh đến nghe cô bé hát đều bắt nguồn từ việc Rishi uy hiếp họ đến. Nếu không đến hoặc đến mà không vỗ tay cổ vũ thì xác định một vé trở thành tinh linh vô gia cư. Ngoài ra có nhiều tin đồn cho rằng ngoài tình bạn giữa Elendor và Aya, thì cô bé sóc này còn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho anh chàng tinh linh này, vì lúc nào cô bé cũng muốn nằm lên vai của anh chàng để mà ngủ. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 48. Hé lộ nơi chứa đựng tội ác rùng rợn bậc nhất trong Liên Quân. Khác với bọn quỷ tàn độc tại vực khổng mang, cướp bóc, giết chóc và tàn phá những nơi chúng đi qua chỉ để mang đau thương đến cho nhân loại, thì tại Hội Ám Hoàng, một tổ chức cực đoan vô cùng nguy hiểm, thứ chúng muốn không đơn thuần là giết chóc hay cướp của, mà là thực hiện những cuộc ám sát hay chế tạo những vũ khí mang tính hủy diệt xóa sổ toàn bộ loài người. Tổ chức này được ngụy trang với lớp vỏ bọc là một trại trẻ mồ côi, thế nhưng ẩn sâu bên trong bóng tối thì đây lại là nơi chúng thu nhặt những đứa trẻ sống sót trên chiến trường, nặng đói hay trẻ mồ côi để huấn luyện trở thành những sát thủ máu lạnh gom rắp tuân lệnh. Quá trình huấn luyện sát thủ của Hội Ám Hoàng vô cùng đáng sợ. Những đứa trẻ ngây thơ phải trải qua một môi trường đấu đá tàn khốc. Nếu trong quá trình đào tạo kẻ nào không nghe lời hay cố gắng chạy trốn, đều bị trừng phạt bởi những biện pháp mang rợ như rút gân hoặc chặt đi tứ chi và bị ném vào rừng cho bầy thú dữ thưởng thức bữa ăn ngon. Có lời đồn cho rằng Hội Ám Hoàng trong quá trình huấn luyện sinh tử của 100 đứa trẻ xấu số, thì chỉ duy nhất 2 người may mắn sống sót vượt qua. Và trong số đó có cả vị tướng Amili mà ta từng biết. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 49. Hé lộ lý do thủy quái Kares cứu mạng vị tướng Kilgott trong trận chiến đẫm máu tại vùng biển chết. Tuy là kẻ thống trị của biển khơi, đứng đầu chuỗi thức ăn tại nơi đây, thế nhưng hầu hết những thuộc hạ dưới trướng đều khinh thường và ghét sự kiêu ngạo của hắn. Kilgott bắt tất cả thuộc hạ của mình để ra làm trò chơi tiêu khiển khi hắn cảm thấy buồn, và kết cục của những kẻ thua cuộc trong trò chơi sẽ bị xé xác để làm thức ăn cho những kẻ khác. Và tất cả sự hỗn loạn và cuồng bạo này đã khiến thế lực ma quỷ trên đất liền, chính là lực lượng Sao Đỏ, bắt đầu chú ý đến. Một cuộc chiến xâm lược với quy mô lớn được diễn ra, binh đoàn quỷ dữ tấn công vào sào huyệt nơi Kilgott ngự trị. Thế nhưng không một binh tướng nào dưới quyền Kilgott ra sức chống trả, bởi vì chúng muốn tên đầu tể này hãy chết đi để mang lại sự bình yên khác cho vùng biển. Kilgott một mình chống trả nhưng không thể đánh lại được số đông quân địch. Cảm nhận được sự nguy hiểm của vùng biển chết, thủy quái Kares biết rằng nếu không ứng cứu thì mục tiêu tiếp theo tấn công của lực lượng Xe Đỏ sẽ là nơi hắn thống trị. Vì tình thế ép buộc nên Kares đã mang quân ứng cứu cho Kilgott và giúp hắn giữ lấy mạng sống. Với âm mưu giải cứu này, ngoài mặt để giúp cho người bạn của mình, nhưng thật ra chính Kares đang muốn lợi dụng điều này để hiểu rõ hơn về khả năng chiến đấu của Kilgott và lực lượng Xe Đỏ cho mưu đồ thống trị vùng biển rộng lớn của hắn. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 50. Ẩn chứa một giả thiết vô cùng đáng sợ trong tấm poster của vị tướng Mugat thần tượng học đường. Nếu nhìn kỹ bên góc phải của màn hình, ta sẽ thấy tấm hình truy nã vị tướng Yuka, giáo sư sừng sỏ, đã được đánh dấu X. Điều này đã làm lộ lên nhiều nghi vấn. Vị tướng Yuka đã từng dạy học trong lớp của Mugat, nhưng không biết vì lý do gì mà gã giáo sư này bị học trò của mình truy sát như vậy. Và theo như thuyết âm mưu, với bối cảnh hỗn loạn bên trong lớp học, giống như đã có một cuộc chiến khốc liệt từng diễn ra. Nhưng về phía Mugat thì vị tướng này vô cùng bình thản, dường như anh chàng đã chiến thắng trong cuộc chiến trên. Với những giả thuyết trên, có thể thấy vị giáo sư Yuka đã bị giết và tấm hình truy nã bị đánh dấu X kia có nghĩa là nhiệm vụ truy sát của Mugat đã thành công.